Bàn về chừng phong đàm. Chừng phong đàm có hai thể, một là can phong hiệp đàm quầy rồi thanh khiếu ở trên, hoặc phong đàm len lỏi vào đường lạc, kinh mạch không được nuôi dưỡng, nên biểu hiện một loạt chứng trạng về đàm thịnh động phong. Thể này thuộc phạm trù nội thương, phần nhiều do tỳ hư sinh đàm, đàm theo phong mà động gây nên. Hai là phong đàm phạm vào đường lạc, miệng mắt mẻo sạch, là loại ngoại cảm phong tà, phong với đàm câu kết gây nên bệnh. Trên lâm sàng cũng đem loại biểu chứng khải nghịch đàm xuyễn, gọi là phong đàm, nhưng không nằm trong thể bệnh giới thiệu ở đây. Biểu hiện chủ yếu của chứng phong đàm là trong họng có tiếng đờm khò khè, lợm lòng nôn mửa mửa ra đờm rãi trong loãng và có nhiều bọt, ngực sườn đầy tức, đầu choáng mắt hoa, chân tay tê dại, thậm chí ngã lăn đột ngột, thần trí hôn mê, lưỡi cứng không nói được, co giật kinh quyết hoặc miệng mắt méo xệch, bản thân bất toại, rêu lưỡi đầy nhớt, mạch huyền hoạt. Chứng này thường gặp trong các bệnh huyễn vận, tùng phong và chứng giản. Cần chẩn đoán phân biệt với chứng nhiệt đàm và chứng huyết ứ. Chứng phong đàm đều có biểu hiện đàm thịnh mà động phong, nhưng xuất hiện trong các tật bệnh khác nhau nên cũng có đặc điểm riêng. Trong chứng huyễn vận xuất hiện chứng phong đàm, triệu chứng đặc trưng là đầu choáng váng, quay tròn, tai ù hoa mắt, mửa ra đàm rãi, nguyên nhân phần nhiều do phong đàm quấy rối ở trên, can mộc lẫn vị, vị khí nghịch lên gây nên. Cho uống bài bản hạ bạch tuật thiên ma thang. Chứng phong đàm trong bệnh trùng phong lại có hai thể khác nhau, như phong đàm ngăn trở đường lạc và phong đàm vít lấp khiếu. Chứng phong đàm ngăn trở đường lạc phần nhiều do ngoại phong dẫn động nội phong, phong đàm len lỏi vào kinh lạc làm khí huyết uất trệ gây nên. Biểu hiện chủ yếu là miệng méo mắt sạch, chân tay tê dại, thậm chí là bản thân bất toại. Điều trị nên khư phong hỏa đàm, sơ thông kinh lạc, cho uống bài khiên trình tán hoặc đại tần giao thang. Chứng phong đàm vít lấp khiếu phần nhiều do dương can hỏa phong, phong đàm ủng tắc ở trên che lấp thanh khiếu gây nên bệnh. Biểu hiện chủ yếu là đột ngột ngã lăn bất tỉnh nhân sự, lưỡi cứng không nói được, trong họng có tiếng đờm khò khè, khóe miệng chảy rãi, vân vân. Điều trị cần quét đàm khai khiếu, cho uống bài địch đàm thang gia giảm. Chứng phong đàm ngăn trở đường lạc tức là loại phong trùng kinh lạc của bệnh trùng phong, không trở ngại gì đến thần trí, bệnh tình nói chung nhẹ. Chứng phong đàm vít lấp khiếu tức là loại trùng phong tạng phủ của bệnh trùng phong nói chung, xuất hiện thần trí hôn mê, nói năng khó khăn, bệnh tình nói chung khá nghiêm trọng. Chứng phong đàm trong giản bệnh là do phong đàm quấy rối ở trên, tâm thần bị che lấp gây nên. Đây là loại tật bệnh phát sinh từng cơn, biểu hiện chủ yếu khi phát cơn là ngã lăn đột ngột, bất tỉnh nhân sự, mửa ra bọt rãi, mắt trực thị, chân tay co giật, trong miệng phát ra tiếng dê lợn kêu, chốc lát lại tỉnh vả lại, phát cơn thông thường, không di chứng. Điều trị theo phép quét đờm dẹp phong khai khiếu định giản, cho uống bài định giản hoàn gia giảm. Chứng phong đàm phần nhiều gặp ở người can thận âm khuy, can dương quả găng và thể trạng bẻo mập đàm thịnh, can dương hỏa phong. Đàm theo phong động rất dễ bị chứng này. Người có tình trì ức uất hoặc tính tình nóng nảy dễ làm cho can khí uất kết, khí uất hỏa hỏa, can dương bùng lên đột ngột,
dương can mà phong động, cho nên đàm theo phong mà động, xuất hiện chừng phong đàm. Trong quá trình diễn biến bệnh cơ của chừng này, thường kèm theo chừng đàm thấp thuộc tỳ hư và chừng can thận âm hư. Tỳ là nguồn sinh ra đàm, ăn uống không điều độ, mệt nhọc nội thương, tổn hại đến tỳ. Tỳ khí bất túc, không hỏa được thủy cốc. Tụ thấp sinh đàm thì hình thành chứng thấp đàm thuộc tỳ hư. Chứng tỳ hư thấp đàm thường là nguồn gốc cái đàm của chứng phong đàm, cho nên chứng phong đàm thường kiêm cả chứng tỳ hư thấp đàm. Biểu hiện chủ yếu của nó là kèm ăn, buồn nôn, nôn mửa ra đàm trọc. Sau khi ăn thì trướng bụng, đại tiện lỏng nhão, mệt mỏi yếu sức, sắc mặt vàng bụng không tươi, bị tổn thương do thất tình hoặc phòng lao, hao tổn tinh huyết, can thận âm hư, âm không liễm dương, dương can hỏa phong, đàm theo phong động, vì vậy can thận âm khuy, dương can hỏa phong là cơ sở động phong của đàm chứng. Ngoài ra, can dương can thịnh, dương nhiệt hun đốt tân dịch, lại là nguồn gốc cái đàm của chứng phong đàm, cho nên chứng phong đàm thường kiêm cả chứng can thận âm hư. Chứng can thận âm hư biểu hiện chủ yếu là lưng gối mỏi yếu, đầu choáng tai ù, nóng từng cơn, mồ hôi trộm, ngũ tâm phiền nhiệt, về chiều gò má đỏ bừng, miệng khô, họng rảo, vân vân. Chứng nhiệt đàm với chứng phong đàm, cả hai chứng đều có biểu hiện lâm sàng thần trí dị thường và đàm rãi ủng thịnh. Chứng nhiệt đàm do tà nhiệt nung nấu tân dịch mà sinh đàm, hoặc do đàm uất sinh nhiệt, nhiệt với đàm câu kết mà thành nhiệt đàm. Nhiệt đàm xâm phạm tâm thần, quấy rối thanh khiếu. Ở trên thì biểu hiện các chứng trạng phiền nhiệt mất ngủ, có lúc nói cười vô cử, hoặc thần chỉ cuồng loạn, phát cuồng, vân vân. Chứng phong đàm là do can dương vốn vượng, khắc phạm tỳ thổ, tỳ vận hỏa không mạnh, đàm trọc từ trong sinh ra, hoặc mệt nhọc nội thương, tỳ mất sự kiện vận. Tụ thấp sinh đàm, can phong kết hợp với đàm, hoành hành len lỏi kinh lạc, che lấp thanh khiếu gây nên bệnh. Vì vậy, xuất hiện các chứng trạng thần trí bị trở ngại, đột ngột ngã lăn, thần trí hôn mê, lưỡi cứng không nói được. Chứng nhiệt đàm với chứng phong đàm, yếu điểm chẩn đoán phân biệt về phương diện thần trí là: chứng nhiệt đàm biểu hiện thần trí cuồng loạn, chứng phong đàm biểu hiện thần trí hôn mê. Hơn nữa, còn có chứng trạng động phong. Về phương diện tính chất của đàm, chứng nhiệt đàm thì đàm vàng dính hoặc là đàm trắng ngưng kết thành keo, thành cục. Chứng phong đàm thì đàm trong loãng và có nhiều bọt. Về phương diện mạch và lưỡi, chứng nhiệt đàm với chứng phong đàm đều có rêu lưỡi nhớt, mạch hoạt, nhưng chứng nhiệt đàm có thêm hiện tượng nhiệt, cho nên chất lưỡi đỏ, rêu lưỡi vàng, nhớt, mạch hoạt sắc. Còn chứng phong đàm có kiêm chứng trạng can phong, cho nên mạch huyền hoạt, chứng huyết ử với chứng phong đàm. Chứng huyết ử là do huyết ử ngăn trở đường lạc, mạch lạc không được nuôi dưỡng gây nên bệnh, có thể xuất hiện chứng trạng chân tay tê dại, bản thân bất toại. Chứng phong đàm là do phong đàm làm ngăn trở đường lạc, mạch lạc mất nuôi dưỡng gây nên bệnh, cũng có thể xuất hiện chứng trạng chân tay tê dại, bản thân bất toại. Vì thế trên lâm sàng có chỗ gần giống nhau, chẩn đoán phân biệt hai chứng này chủ yếu tùy thuộc vào chứng trạng. Vì chứng ừ huyết thì môi miệng và móng tay chân tìm tải, chất lưỡi tỉa tối và có nốt ừ huyết, mạch tề sắc, vân vân. Còn chứng phong đàm thì đàm rãi khá nhiều, rêu lưỡi trắng nhớt, mạch hoạt,
chẩn đoán phân biệt hai chứng này không mấy khó khăn. Bệnh ở can kinh gọi là phong đàm, mạch huyền mặt tái xanh, chân tay bứt rứt, đại tiểu tiện bì sáp, có lúc cáu giận, đàm có sắc xanh và có bọt, sắc uổng kim hoa hoàn, phòng phong hoàn, xuyên khung hoàn. Phong đàm là ngoại cảm tặc tà, hoặc do thận khô mộc động, hoặc do nội phong uất nhiệt, sắc xanh bỏng. Nếu là phong hư thì cho uống tam sinh ẩm cổ long hổ đan, nếu là phong nhiệt thì cho uống tiểu tỉnh phong thang, sư phong hỏa đàm hoàn, hồi thần đan, túc lịch cao. Bàn luận về chứng hàn đàm. Chứng hàn đàm còn gọi là lãnh đàm, chỉ có một loạt chứng trạng do hàn với đàm câu kết. Hàn đàm ngăn trở phế gây bệnh. Chứng hàn đàm là do thể trạng vốn có đàm trọc lại cảm nhiễm hàn tà ở bên ngoài, hoặc dương hư sinh hàn, thủy thấp không vận hành, hàn với đàm câu kết gây nên bệnh. Biểu hiện lâm sàng chủ yếu của chứng hàn đàm là sắc đàm trắng và trong loãng, ngực khó chịu, suyễn khải, cơ thể ớn lạnh, tay chân lạnh, tiểu tiện trong, đại tiện nhão, chất lưỡi nhợt, rêu lưỡi trắng trơn, mạch trầm hoạt. Chứng hàn đàm thường gặp trong các bệnh hảo, khải thấu, ẩu thổ. Cần chẩn đoán phân biệt với các chứng thấp đàm, chứng phong đàm phạm phế. Chứng hàn đàm xuất hiện trong các bệnh hảo, khải thấu và ẩu thổ, tuy đều có những biểu hiện cộng đồng như đàm kết hợp với hàn, nhưng lại có những đặc điểm riêng và phép chữa cũng khác nhau. Chứng hàn đàm gây nên bệnh hảo và khải thấu là vì nguyên nhân bệnh và vị trí bệnh giống nhau, đều xuất hiện các chứng trạng của chứng hàn đàm như đã nói ở trên, nhưng hảo là do hàn đàm ẩn náu ở phế gây nên bệnh suyễn thở, đờm khò khè, kẻo cưa, tái phát nhiều lần, khi không có cơn thì như người vô bệnh, khi có cơn thì thở gấp gáp, trong họng có tiếng khò khè. Điều trị nên ôn hòa hàn đàm, lợi khí dẹp cơn suyễn, chọn dùng bài tiểu thanh long thang. Khải thấu xuất hiện trong chứng hàn đàm là do hàn đàm ngăn trở phế, phế mất sự túc giãn gây nên, có đặc trưng là khải thấu kéo dài, lúc nặng lúc nhẹ, sau lưng có cảm giác lạnh. Điều trị nên ôn phế tán hàn, hỏa đàm chỉ khải, chọn dùng bài linh cam ngũ vị khương tân thang, nhị trần thang. Bệnh ẩu thổ xuất hiện chứng hàn đàm là do hàn đàm đọng lại ở trong, vị mất hòa giảng gây nên, có đặc điểm là vị quản trưởng đầy, ưa ẩm sợ lạnh, nôn mửa ra đàm rãi. Điều trị nên ôn hòa hàn đàm, hòa vị giảng nghịch, cho uống bài tiểu bản hạ thang, hợp với phục linh, quế chi bạch tuật cam thảo thang. Chứng hàn đàm đa số ở người dương hư. Dương hư thì hàn thịnh thủy thấp ngăn trệ, ngưng kết thành đàm. Người cao tuổi dương khí bất túc rất dễ mắc chứng hàn đàm. Trong một năm mùa đông âm hàn thịnh, bên trong bên ngoài cũng có tà khí, cho nên chứng hàn đàm dễ có cơn khá nặng về mùa đông. Trong một ngày buổi tối và ban đêm khí âm khí thịnh, cho nên chứng hàn đàm thường có cơn nặng về buổi tối và ban đêm. Dân cư trú ở phương Bắc thường mắc chứng hàn đàm nhiều hơn dân cư trú ở phương Nam. Trong quá trình diễn biến bệnh cơ của chứng hàn đàm, rất dễ xuất hiện chứng hậu kiêm chứng tỳ hư và thận dương hư. Tỳ chủ vận hỏa thủy thấp, cho nên người xưa có nói tỳ là cái nguồn sinh ra đàm. Tỳ dương hư thì mất chức năng vận hỏa, thủy thấp ngưng động sẽ sinh ra đàm. Mặt khác, đàm thấp ngăn trệ lại tổn thương tỳ dương,
cho nên chừng hàn đàm thường xuất hiện chừng tỳ dương hư. Biểu hiện chủ yếu của chừng tỳ dương hư là kém ăn, đau bụng, vừa ưa ẩm, thích xoa bóp, chân tay không ẩm, đại tiện lỏng loãng, chất lưỡi nhạt, rêu trắng trơn, mạch trầm tể vô lực. Thận dương hư là gốc rễ của dương khí toàn thân, có công trưng hỏa thủy dịch. Thận dương hư thì mất quyền ôn hỏa, thủy thấp ứ đọng ở trong, tràn lên thành đàm, hàn đàm ngăn trệ cũng làm thương tổn thận dương. Cho nên chứng hàn đàm thường kiêm cả chứng thận dương hư. Biểu hiện chủ yếu của chứng thận dương hư là lưng gối mỏi yếu, thân thể và chân tay lạnh, chóng mặt ù tai, lưỡi nhạt rêu trắng, mạch trầm tể vô lực. Chứng thấp đàm với chứng hàn đàm. Chứng thấp đàm là do tỳ khí hư yếu, thủy thấp không vận hành, tụ thấp sinh đàm gây nên. Chứng hàn đàm là do trong cơ thể vốn có đàm trọc lại bị ngoại cảm hàn tà hoặc tỳ thận dương hư sinh hàn, thủy thấp không hóa được, ngưng tụ sinh đàm gây nên. Chứng thấp đàm với chứng hàn đàm đều có thể xuất hiện chứng trạng đàm trắng loãng, vùng ngực đầy tức, khải thấu thở gấp, lưỡi nhạt rêu trơn. Chẩn đoán phân biệt giữa hai chứng ở chỗ chứng thấp đàm có đặc trưng là mửa ra đàm lượng nhiều, kèm ăn buồn nôn, thân thể và vùng ngực nặng nề. Đó là do thấp tà làm khổn đốn tỳ vị. Còn chứng hàn đàm thì chất đàm trong loãng, cơ thể ớn lạnh, chân tay lạnh, tiểu tiện trong, đại tiện lỏng, có đặc trưng của hàn tượng. Chứng phong hàn phạm phệ với chứng hàn đàm. Chứng phong hàn phạm phệ là do ngoại cảm phong hàn ẩn náu ở trong phệ, phệ vệ không tuyên thông gây nên. Vì phệ mất sự túc giảng, tân dịch không phân bổ được, ngưng tụ thành đàm, cho nên chứng phong hàn phạm phệ biểu hiện đàm trắng loãng, khải thấu, gần giống với chứng hàn đàm. Nhưng chứng phong hàn phạm phỉ còn có thể kiêm các chứng trạng thuộc biểu hàn như phát sốt, sợ lạnh, đầu mình đau mỏi, mũi tắc, mũi chảy nước trong, cho nên có thể làm cơ sở để phân biệt với chứng hàn đàm. Chứng lãnh đàm là do vị khí hư yếu, không lưu thông được thủy cốc, cho nên đàm với thủy kết tụ ở khoảng hung cách, có lúc làm cho người ta khỉ nghịch, ửa nước chua, chân tay tím tái, không ăn uống được. Bệnh ở kinh thận gọi là hàn đàm, mạch trầm, mặt đen sạm, tiểu tiện đau gấp, chân lạnh hay sợ sệt, trong đàm có lẫn chấm đen mà loãng. Dùng các bài Khương Quế Hoạn, Bát Vị Hoàn, Hồ Tiêu Lý Trung Hoàn.